Câu lạc bộ Phú Hào Tinh Thành ẩn mình ở nơi lưng chừng núi, bí mật khiêm tốn và điều kiện gia nhập khắt khe, có tài sản phải trên hàng tỷ nhân dân tệ, không tiền sử tiền án phạm tội, có lòng hảo tâm thường xuyên làm từ thiện. Tính đến hiện giờ, hội viên chính thức trong câu lạc bộ chỉ có 58 người. Nơi này không chỉ là chỗ vui chơi mà còn là ngưỡng cửa mà các doanh nghiệp hướng đến. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều thuộc về công lao của một người, giám đốc VIP câu lạc bộ Phú Hào, Trịnh Văn Quân. La 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 la. Phong cảnh chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Chú ong cũng bận, bướm bướm cũng bận, chim non cũng bận. Ban ủy viên sẽ tiến hành đánh giá tư chất hội viên mới. 2 giờ chiều nay, tổng giám đốc Hứa của Hồng Diệp Văn Tư sẽ đến làm thẻ hội viên theo năm mới. Lần này hãy chuyển tổng giám đốc Hứa thành hội viên dịch vụ. Tôi đã sắp xếp xong chỗ ở cho khách hàng Pháp hôm qua. Sếp có còn chuyện gì sắp xếp không? Chúng ta nên gặp khách hàng Pháp đó một chút. Chào cô. Xin chào. Câu lạc bộ này chỉ có hội viên mới có thể vô trong, người không phải sự miễn vô. Tôi tới tham gia phỏng vấn, đây là giấy thông báo của tôi. Vị khách mà hôm qua đích thân tổng giám đốc Lưu thông báo phải tiếp đón, điều tra tới đâu rồi? Hành trình lần này rất bí mật. Trước mắt trong nước còn không biết ông ấy là người phụ trách mới khu vực Trung Quốc của Liên minh Khoa học Kỹ thuật châu. Sao cô có nghịch điện thoại mãi vậy? Tôi không phải đang nghịch, tôi đang tìm đường đi cho chính mình. Cô còn chưa phỏng vấn để bắt đầu tìm công việc khác rồi sao? Có. À, dạ, mời có mặt. Mời người qua đây. Dạ. Dạ. Máy ghi âm. Cô là Tuyên Huyền phải không? Dạ. Mời đi theo tôi. Dạ. Xin lỗi, túi của cô không được đem vô trong. Còn có điện thoại. Sao lại không được đem theo điện thoại? Căn cứ theo quy định của câu lạc bộ, nghiêm cấm ghi âm ghi hình trong tất cả các cuộc phỏng vấn, tránh rò rỉ ra ngoài. Đi thôi. Câu lạc bộ Phú Hào, Trịnh Dật Quân. Nét mặt của cô nói cho tôi biết, hình như cô không cần công việc này lắm. Không phải, tôi căng thẳng quá thôi. Là do tôi căng thẳng quá. Thật ra tôi rất muốn, vô cùng muốn. Cô muốn cái gì? Hả? Cô không thích hợp với công việc này. Thank you.
Sao anh biết tôi không thích hợp? Tôi còn chưa thử việc kia mà. Hơn nữa, anh còn chưa đặt câu hỏi cho tôi nữa. Xin lỗi, tôi muốn tuyển trợ lý. Tôi nghĩ là cảm giác của tôi rất quan trọng. Tổng giám đốc Trịnh, cảm giác có thể bồi dưỡng từ từ. Nhỡ đâu chúng ta lại hợp nhau thì sao? Hơn nữa năng lực làm gì cũng rất quan trọng mà, có phải không? Năng lực của tôi không chỉ là những gì tôi viết trên bảng giới thiệu bản thân. Thật đó. Tôi chỉ biết tình cảm thì có thể từ từ bồi dưỡng. Xin lỗi tổng giám đốc Trịnh, bên ngoài có tình huống khẩn cấp cần anh đi giải quyết. Ông ấy muốn làm thẻ ở, nhưng mà những tài liệu ông ấy đưa lên chúng ta không điều tra được. Hệ thống nhận diện khuôn mặt cũng không kiểm tra ra có người này. Người đó có vấn đề. Sao cô lại ở đây? Người đó vừa nhìn đã biết là người không có tiền. Làm sao cô biết? Chứng minh cho tôi coi. Không có vấn đề. Cô Lai, nhìn cái gì mà nhìn? Anh là nhà báo đúng không? Đừng ăn nói linh tinh, cô mới là nhà báo. Bị tôi đoán đúng rồi đúng không? Giật mình rồi đúng không? Anh ta là nhà báo. Cô mới là nhà báo, đừng có ăn nói lung tung. Nè 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 nè, anh định bỏ chạy hay sao? Nè, buông tôi ra. Anh lại cho tôi. Nè, làm gì vậy? Tôi lục túi áo của anh không? Còn không thừa nhận. Sao cô biết anh ta là nhà báo? Quan sát. Tuy rằng anh ta ăn mặc rất tỉ mỉ, nhưng thực tế những người đàn ông tỉ mỉ sẽ không để xung quanh miệng mình có râu. Hơn nữa, nếp nhăn quanh mắt của anh ta nhiều hơn mắt phải. Người bình thường sẽ không xuất hiện tình huống này, trừ khi thường xuyên sử dụng máy quay. Còn nữa, từ đầu tới cuối anh ta đều đút tay trong túi quần, thân thể cứng nhắc, chuyển sang hướng không có người. Điều đó quá rõ ràng, anh ta đang sử dụng máy nghe trộm. Quá lợi hại. Bình thường thôi. Cảm ơn cô. Không cần khách sáo. Nhưng mà người vừa mới phỏng vấn tôi đâu rồi? Cô nói chuyện chú ý một chút. Sau này anh ấy chính là cấp trên cao nhất của cô. Cô phải gọi anh ấy là tổng giám đốc Trịnh. Đừng nói anh ấy giống như đàn ông đểu vậy. Ý của anh là tôi được nhận rồi sao? Nhưng mà hiện giờ cô vẫn đang trong thời gian thử việc, có thể được chuyển chính thức hay không phải coi biểu hiện của cô sau này. Dạ được, anh yên tâm. Xin chào, tôi tên là Từ Tân Dương. Chào mừng cô trở thành thành viên của câu lạc bộ Phú Hào. Tôi tên là Tuyên Huyên, xin được anh chỉ giáo. Sắp xếp xong rồi sao? Tôi đưa cô ấy đi điền thông tin cá nhân rồi. Tổng giám đốc Trịnh, tôi biết câu này tôi không nên nói, nhưng mà cậu thấy lần này tôi làm việc không đủ lý trí sao? Dạ, không giống với phong cách của anh. Tuy rằng cô ấy là người nhanh trí, nhưng dựa theo bản giới thiệu bản thân này, cô ấy không phải là người ưu tú nhất. Để cô ấy bên cạnh, nói không chừng sẽ rất thú vị. Tuyên Huyên. Dạ. Chào mừng cô. À, cảm ơn anh. Nào, qua bên này. Dạ. Cô đúng là may mắn nha, tổng giám đốc Trịnh đã đích thân hướng dẫn cô đó. Đây là bàn làm việc của cô. Dạ. Cảm ơn anh. Nè, tên là Tuyên Huyên đúng không? Ừ. Thật ngưỡng mộ khi cô có thể làm việc cùng tổng giám đốc Trịnh. Ngoài trợ lý Từ ra, từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ hướng dẫn người mới nào hết. Vậy hả? Cố lên nha. Cố lên. Vì sao mình lại cảm thấy đen đủ như vậy?
học thuộc nó trong 2 ngày. 2 ngày sao? Tổng giám đốc Trịnh, xin chào, quên mất tôi còn chưa hỏi cô tên là gì. Tôi tên Vương Thiến. À, xin chào, xin chào, xin chào. Tôi hỏi một chút, bên trong này là cái gì vậy? Đây là tài liệu thông tin liên quan đến hội viên của công ty. Ồ, vậy cổ phần Vinh Phát và khoa học kỹ thuật Lai Ân gần đây thường xuyên được lên tin tức cũng là hội viên sao? Đương nhiên rồi. Ê, năm ngoái giao dịch nội bộ giữa 2 công ty đó là thật sao? Công ty chúng ta quy định nghiêm khắc, không được phép bàn luận đến tin tức của hội viên trong công ty. Ồ, ra vậy. À, alo, xin chào. Dạ, dạ, tôi biết rồi, dạ. Ê, tôi hỏi chút, mấy người làm sao vậy? Tổng giám đốc Trịnh vừa mới công bố một nhiệm vụ khẩn cấp, có một khách hàng từ Dubai tới, nhất định muốn vào ở khách sạn Vạn Hải, mọi người đều đang chuẩn bị. Chỉ là một hội viên mà phải làm lớn vậy luôn một sao? Một người thì không sao, nhưng mà ông ấy dẫn theo 100 người theo. Hiện giờ khách sạn Vạn Hải đã hết phòng rồi, tôi không nói với cô nữa, tôi đi chuẩn bị đây. Được. À, được, được. Được, tôi biết rồi. Vô cùng cảm ơn ông đã thông cảm. Nửa tiếng nữa sẽ có xe tới đón ông. Để thể hiện lòng cảm ơn, trên xe sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ của câu lạc bộ Phú Hào cho từng người. Mong ông nhận cho. Được, chút nữa gặp. Có chuyện gì không? À, dạ, tổng giám đốc Lư tới rồi. Không có gì là không thể. Rốt cuộc tổng giám đốc Thịnh bận đến mức nào, đến cả thời gian ăn cơm cũng không có sao? Quả thật có lỗi, thật sự hôm nay có chút tình huống khẩn cấp, cần phải có tổng giám đốc Trịnh ra mặt. Được, dù sao hôm nay tôi cũng có thời gian. Nói với anh ấy, tôi chờ anh ấy ở nhà hàng, tới khi nào anh ấy đến thì thôi. Nè, cô à. Chào. Cô làm gì vậy? À, là như này, vừa nãy tôi thấy mọi người đều bận mà tôi không giúp được gì, nên tôi mới ra bên ngoài đi loanh quanh, làm quen hoàn cảnh quanh đây. À, là vậy sao? À, nếu như cô đã nhàn rỗi như vậy, tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì vậy? Xin chào, tổng giám đốc Lư đang ở bàn số 8 phía trước chờ cô. Dạ, cảm ơn. Xin hỏi hôm nay dùng thực đơn số 20 có được không? Có được không ạ? Không cần đâu, đừng lãng phí. Hả? Cô ấy sẽ đi ngay thôi. Xin chào tổng giám đốc Lư, tổng giám đốc Trịnh cử tôi tới đây. Nhiệm vụ gì vậy? Cô có hiểu con gái không? Hả? Dựa theo kinh nghiệm 23 năm của tôi, có lẽ là hiểu. Vậy tốt. Giờ tổng giám đốc Lư đang chờ tôi tới ăn trưa ở nhà hàng, nhưng tôi không muốn ăn cùng với cô ấy. Cô đi giải quyết. Vậy không phải là sẽ đắc tội với hội viên sao? Tổng giám đốc Trịnh, không phải anh cố ý gài bẫy tôi đó chứ? Tôi rảnh như vậy hay sao chứ?
thì anh phải đảm bảo sẽ không đuổi việc tôi về chuyện này. Hơn nữa, nếu như cô ấy gây phiền phức cho tôi, anh phải giúp tôi. Được. Được. Chờ chút, tôi còn chưa nói hết yêu cầu của mình. Tôi hy vọng Nhất Lao Vĩnh Nhật, cô ấy sẽ không bao giờ đến tìm tôi ăn cơm nữa. Cô hiểu rồi chứ? Ờ, người có thể khiến tổng giám đốc Trịnh đau đầu như vậy nhất định không phải người đơn giản. Nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ khó khăn như vậy thì sẽ được gì? Cô vừa mới tới công ty đã muốn đàm phán điều kiện với tôi sao? Vậy tôi mới tới công ty mà anh đã để tôi giải quyết chuyện cá nhân giúp anh. Một điều thôi, nói đi. Dẫn tôi đi nhận biết hội viên câu lạc bộ. Vì tôi cảm thấy nếu chỉ học thuộc tài liệu thì sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Nếu như tôi kết hợp giữa tài liệu và người thật, tôi sẽ nhớ rất kỹ. Hơn nữa, nếu như trợ lý Từ xin nghỉ thì tôi cũng có thể giúp anh, đúng không? Ok, chấp nhận. Anh hứa rồi đó. Tôi là nhân viên mới ở đây. Nếu như có chỗ nào làm không tốt, mong tổng giám đốc Lưu chỉ bảo nhiều hơn. Cô có tư cách gì thay mặt cho anh ấy? Tổng giám đốc Lưu là người thông minh. Nếu như anh ấy đã cử tôi tới đây, vậy có nghĩa là tôi không phải nhân viên thông thường. Cô có ý gì? Nếu như tôi thật sự chỉ là một nhân viên nho nhỏ, làm sao tôi có thể có tư cách ra vào tự do nơi này chứ? Chúng ta tự giới thiệu bản thân đi. Xin chào, tôi tên là Tuyên Huyên, bạn gái bí mật của Trịnh Nhật Quân. Cô đang giỡn gì vậy? Sao tôi không biết anh ấy có bạn gái? Tôi đã nói là bạn gái bí mật mà, làm sao có thể công khai được. Nếu như không phải nghe anh ấy nói có dài hoa đào ở trong câu lạc bộ thì tôi cũng sẽ không tới đây làm gì. Được rồi, tôi biết cô có ý gì. Tổng giám đốc Lương, cô không sao chứ? Tôi thì có chuyện gì chứ? Vậy cô đi thông thả. Sợ chết mất, sợ chết mất. Hóa ra những tình huống trong phim truyền hình lại có tác dụng như vậy. Hội viên Dubai và 100 người đi theo đã vào ở trong khách sạn Vạn Hoa. 72 người khác đã ở trong khách sạn, đã được di dời sang khách sạn Lý Đảo theo sự sắp xếp của anh. Rượu Giang Hương Tân hết 84 chai, tôi đã thông báo với cô. Được, chuyển lời cảm ơn của tôi đến Tổng Giám đốc Trương của Lý Đảo. Dạ, Tổng Giám đốc Trương nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến anh. Ông ấy rất thích bộ ấm chén trà đó. Cô còn muốn nghe trộm tới lúc nào? Nhiệm vụ nha cho tôi đã hoàn thành. Trước tốt. Vậy anh có thể dẫn tôi đi gặp hội viên chưa? Con trai tổng giám đốc Lưu của bất động sản Trí Diễn do người vợ thưa máy sinh ra. Hả? Xem ra cô chưa thuộc hết tài liệu của hội viên. Và chuyện cô nói căn cứ vào tài liệu kết hợp với người thật là không có căn cứ. Tổng giám đốc Trịnh, sao nói lời không giữ lời? Cô nói lại lần nữa coi. Tuyên Quyền đã rất cố gắng rồi. Lần trước may nhờ của cô ấy nên mới có thể phát hiện kịp thời tại nhà báo đó. Tổng giám đốc Trịnh, anh đã nói nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ dẫn tôi đi nhận biết hội viên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chuyện đầu tiên tôi nói với cô chính là muốn cô học thuộc tài liệu về hội viên trong vòng 2 ngày. Đây mới là chuyện mà cô nên nhớ nhất.
ông chủ, xin ông hãy giao chuyện điều tra biên tập lần này cho tôi. Cô có biết cổ phần VinFast và khoa học kỹ thuật Lai Ân là gì không? Chính vì biết nên tôi mới muốn đi điều tra. Họ là hai công ty lớn nắm giữ mạch máu kinh tế mà lại giao dịch phi pháp. Chuyện này điều tra sẽ vô cùng chấn động. Hơn nữa nên để cho những nhà tư bản đó nhận được báo ứng mà họ nên nhận. Ông chủ, tôi cầu xin ông hãy giao chuyện này cho tôi nhất định sẽ thành công. Ông chủ. Được. Nhưng cô phải nhớ, nhất định phải căn cứ theo đúng chứng cứ xác thực để phán đoán. Một khi bị phát hiện, an toàn là số một. Nhớ bảo vệ tốt chính mình. Dạ, ông yên tâm đi. Cảm ơn ông chủ. Đâu là tại cô? Cô làm ra vẻ anh hùng gì chứ? Liên lụy đến tất cả mọi người. Xin lỗi. Cô nghĩ cô là ai chứ? Chúa cứu thế sao? Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi đã nói rồi, cô phải nắm được chứng cứ xác thực rồi mới có thể đăng bài. Nếu như không đấu được thì đừng đấu. Chúng ta chỉ là một tờ báo nhỏ, liệu có thể thay đổi được gì chứ? Nhưng là một nhà báo, không phải là gì tiết lộ chân tướng sao? Cái gì là chân tướng? Ai có thể nói rõ được đây? Tôi biết rồi. Chuyện tôi làm, tôi sẽ một mình chịu trách nhiệm. Tôi nhất định sẽ trả lại tờ báo này cho mọi người. Dạ được, được. Cảm ơn nhiều nha. Câu lạc bộ Phú Hào Trịnh Dật Quần. Không phải chỉ là học thuộc thôi sao? Bà đây liều mạng. Đây là phòng làm việc. Cô đi cái gì tranh chân vậy? Không sợ bị tổng giám đốc Trịnh phát hiện sao? À, tôi xin lỗi. Đi đổi đi. Ôi trời ơi. Tôi xin lỗi. Đứng đây nè. Yes, đã xong rồi. Nè, cô làm cái gì vậy? À, xin lỗi. Tôi xin lỗi. Thật ngại quá. Xin lỗi. Ra ngoài. Nè, có phải là tôi đã gặp cô ở đâu rồi không? Chiêu trò cũ không sáng tạo. Ê, nè.
Tôi đã học thuộc rồi, anh hỏi đi. Không cần, cô còn chưa đủ tư cách. Gì sao? Anh còn chưa hỏi tôi kia mà. Vì cô tới cả gõ cửa ra sao cũng không biết. Người ta biết sai rồi. Anh hãy cho người ta thêm cơ hội đi. Người ta thực sự chăm chỉ học thuộc hết chỗ tài liệu đó. Cầu xin anh mà. Sao nào, đến bản thân mình cũng chịu không nổi. Cô cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? Ra ngoài. Ai nói đàn ông được thích con gái biết nhõng nhẽo vậy? Lừa đảo. Lão Từ. Hả? Lão Từ, anh hãy mau nói tôi biết. Sao anh có thể chịu đựng được Trịnh Bá Bì đó? Cô là người đầu tiên trong câu lạc bộ dám gọi tổng giám đốc Trịnh như vậy. Tôi thật không hiểu một người không giữ chữ tín gây tổn hại lợi ích cho người khác sao có thể lên làm tổng giám đốc được chứ. Cái không giữ chữ tín cô nói thì tôi biết, còn chuyện gây tổn hại lợi ích của người khác là gì? Chính là lần trước, chính là lần đuổi khách ở khách sạn Dạng Qua đi. Đó không phải do nấy đuổi đi. Tổng giám đốc Dương, mời vô bên trong. Tổng giám đốc, tôi là giám đốc VIP của câu lạc bộ Phú Hào Trịnh Gia Quần. Rất vui được gặp ông. Mời ông ngồi. Muốn công ty chúng tôi nhường lại phòng, đó là chuyện không thể nào. Tôi nể mặt chủ tịch Lưu của câu lạc bộ các người nên mới đến đây gặp cậu. Tổng giám đốc Dương, ông hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi thay mặt một người bạn khác, mời ông tới đây. Cậu mời ai đến làm thuyết khách cũng vô dụng. Không giấu gì ông, chắc ông cũng biết tổng giám đốc Phương, Phương Hút Lợi chứ. Tổng giám đốc Phương? Ông ấy sẽ đích thân tới đây sao? Tổng giám đốc Phương. Giờ quần. Làm phiền ông vất vả tới đây một chuyến. Tổng giám đốc Phương, chào ông, chào ông. Hai người nói chuyện, tôi đi làm việc đây. Tổng giám đốc Phương, đây đây, mời ngồi, mời ngồi. Mời. Sau đó thì sao? Tổng giám đốc Phương là ông chủ lớn của khách sạn Lý Đảo. Tư vấn Hồng Dũng mấy năm nay đều muốn phát triển thị trường khách sạn cao cấp. Cho nên, Lý Đảo là một lựa chọn khá tốt. Cách quanh co ngoằn ngoèo như này, chỉ có người đen tối như anh ta mới nghĩ được ra. Đúng là âm hiểm. Bái phục, bái phục. Cảm ơn đã khen. Chào tổng giám đốc Trịnh. Lão Từ, đồ phản bội. Tổng giám đốc Trịnh đi thông thả. Cô ấy còn nói, cho dù đi cũng phải đi có tôn nghiêm. Ngày mai sẽ tặng cho anh một món quà lớn. Quả nhiên không thay đổi chút nào. Tôi rất tò mò, chuyện của tờ báo đó, anh có thể giải thích với cô ấy. Vì sao phải đi một vòng lớn như vậy? Tính tình cô ấy quá chủ quan xúc động. Nếu như giải thích với cô ấy mà có tác dụng, thì tờ báo đó đã không phải đóng cửa. Con người cần phải trưởng thành. Tôi đang cho cô ấy cơ hội mài dũa bản thân. Cô đang làm gì vậy?
Anh không nhìn ra sao? Tôi đang không hiểu vì sao cô lại thu dọn đồ đạc vào ngày đầu tiên được tuyển dụng chính thức. Không phải anh ấy nói tôi không đủ tiêu chuẩn và đuổi việc tôi sao? Chính tổng giám đốc Trịnh đã nói với tôi, hôm qua là ngày thử việc cuối cùng của cô. Ý của anh là tôi có thể ở lại? Đương nhiên. Không được. Tổng giám đốc Trịnh, tổng giám đốc Trịnh, cô muốn làm gì? Tôi mở cửa cho anh. Mời tổng giám đốc Trịnh. Đem một thùng rượu vang tới biệt thự số 1. Tôi sao? Ở đây còn có người khác hả? Ồ, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Tạm biệt tổng giám đốc Trịnh. Tuyên Huyên à, Tuyên Huyên, cô đây là tự làm tự chịu. Tôi không thèm thông cảm với cô. Cậu không cần phải xếp người đưa rượu tới biệt thự số 1 nữa. Tôi đã kêu Tiên Huyên đem đi rồi. Tôi vừa nhìn thấy cô ấy tự mình bê rượu qua đó rồi. Không phải cô ấy có thể dùng xe điện để đem nó đi sao? Ồ, có xe điện sao? Tôi quên nói cho cô ấy rồi. Cô ấy đắc tội anh khi nào vậy? Tôi qua đó trước nha. Alo. Trịnh Nhật Quân, sao anh có bạn gái mà lại giấu tôi? Cái gì? Bạn gái anh hôm nay tới tìm tôi, khiến tôi thật mất mặt. Vậy tôi thay mặt cô ấy gửi lời xin lỗi tới cô. Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Tôi sẽ chờ hai người chia tay. Bệnh hả? Anh là ai chứ? Xin chào, tôi tên là A Văn. Tôi không cần biết anh là ai. Ý tôi là anh nghĩ anh là ai chứ? Cô là nhân viên mới có đúng không? Lần trước tôi đã gặp cô ở văn phòng của tổng giám đốc Trịnh. Nè, cô tên là gì? Muốn đi khiếu nại mình sao? Vì công việc mình phải nhịn. Xin chào, tôi là nhân viên mới. Giờ này nếu như có gì không đúng không phải, mong anh bỏ qua cho. Quả thật là có lỗi. Tạm biệt. Uống rượu, uống rượu. Để xuống đó đi. Anh Văn quay lại rồi. Nào nào nào, bà thiếu một. Nè, vừa nãy tôi hỏi cô tên là gì, cô còn chưa trả lời tôi. Anh muốn làm gì? Anh muốn khiếu nại tôi sao? Nè, cô là người mới sao? Có hiểu quy tắc không hả? Thật ngại quá. Xin lỗi anh. Vậy em gái à, hay là giờ sau khi cô tan làm á, tôi mời cô ăn cơm nha. Thì coi coi như là tôi xin lỗi cô vậy. Chuyện đó tôi không tức giận nữa rồi. Vì nãy là do thái độ của tôi không tốt, không cần phải ăn cơm đâu. Tôi chỉ là nhân viên nhỏ thôi, không cần phải phiền phức như vậy. Tạm biệt anh. Nè. Nè. Kìa. A Văn. Qua đây, qua đây. Qua đi. Chào nào. Có được không đó? Nào nào nào. Hãy uống thôi. Chờ thôi, chờ thôi. Hả? Tuyên Huyên, chúng tôi đang làm đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Được, chút nữa tôi coi. Cô đi làm việc đi.
Tổng giám đốc Trịnh. Vừa nãy ở biệt thự số 1, cô nhìn thấy có những ai? Hả? À, có nữ minh tinh Tâm Ngữ. Còn nữa không? Còn nữa, còn có người tên là A Văn. À, còn có, không phải chứ Tổng giám đốc Trịnh. Trong tài liệu anh đưa cho tôi không có hình, tôi làm sao biết được ai là ai? Hôm nay tăng ca, tiếp tục học thuộc tài liệu. Có phải anh cố ý hay không? Cố ý cái gì? Không có gì. À, tôi ở lại tăng ca, không có vấn đề gì. Xin lỗi Tổng giám đốc Trịnh. Lão Từ đừng đi. Thật ngại quá. Vậy mà bị bắt ngay tại trận. Phải giải thích với Trịnh Nhật Quần sao đây? Cô không giải thích sao? Tôi đang muốn giải thích đây. Thật ra tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm về người mình thích mà thôi. Không ngờ bị anh bắt gặp. Lần đầu tiên tỏ tình, không ngờ lại ở tư thế này. Thật là có chút ngại ngùng. Làm gì? Bạn gái bí mật của tôi tỏ tình. Ngoài hôn ra, tôi không có cách nào để đáp lại. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Tuyên Huyên cô giỏi lắm. Tuyên Huyên. Hả? Cô giỏi thật đó. Có chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Hả? Đây là có ý gì? Cho dù có đuổi gì cũng không cần thiết phải dứt hết đồ của tôi đi như vậy chứ. Đừng có suốt ngày nghĩ những chuyện linh tinh. Đi thôi, tôi dẫn cô tới văn phòng mới. Văn phòng mới? Sao nào? Bắt đầu từ hôm nay có vấn đề gì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Cô có dự ý với sự sắp xếp này không? Dự ý? Tôi vô cùng dự ý.
Nhân tiện, nếu cô thích tôi, vậy để cô ngắm đủ thì thôi. Người trong câu lạc bộ thích anh có rất nhiều, vậy mà không thấy anh sắp xếp cho người ta như này. Nhưng người trong câu lạc bộ dám tỏ tình với tôi, chỉ có mình cô. Anh làm cái gì? Sao lại tự ý xóa đồ của người khác như vậy? Tôi xóa những thứ riêng tư của mình. Đi, lấy cho tôi ly cà phê. Ngày đầu tiên được lên chức cô cảm thấy sao? Không thấy sao hết. Lão Từ, vì sao hôm qua anh không cứu tôi? Tôi là trợ lý của tổng giám đốc, tôi phải hết lòng hết sức trợ giúp. Chuyện tổng giám đốc muốn làm, không sai chứ? Nếu như chuyện anh ấy muốn làm mà chuyện xấu thì sao? Đó không phải là trợ giúp, đó là đồng lõa. Nè, Tuyên Quyên yêu dấu của tôi ơi, nửa đêm lén lút vào văn phòng của tổng giám đốc, rốt cuộc là ai đang làm chuyện xấu? Cũng trách tôi, quên không nói cho cô, cửa văn phòng tổng giám đốc được liên kết với điện thoại của anh ấy. Sau 8 giờ tối mỗi ngày, hệ thống cảnh báo sẽ tự động bật. Cho nên mấy người bắt tay nhau gài bẫy tôi đúng không? Không, không hề có chuyện đó. Được đó Lão Từ, trong vòng 24 giờ tới đừng có nói chuyện với tôi. Không đúng, chút nữa thì quên. Tiên Huyền. À, có. Chào tổng giám đốc Trịnh. Tổng giám đốc Trịnh vất vả rồi. Chào tạm biệt tổng giám đốc Trịnh. Tổng giám đốc Trịnh. Không có chuyện gì, mấy người đi làm việc đi. Dạ. Anh không nghe trọng nhật ký của tôi chứ? Điều quan trọng nhất trong câu lạc bộ là bảo vệ sự riêng tư. Cô cảm thấy tôi sẽ nghe sao? Đồ vật cá nhân bảo quản cho tôi. Tổng giám đốc Trịnh, từ Tân Dương đâu? Đi rồi. Đi rồi? Vậy là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Anh đuổi việc anh ấy rồi sao? Không phải, vì sao chứ? Anh ấy vừa thành thật, vừa có năng lực hơn nữa, là người duy nhất có thể chịu đựng được anh. Sao nào? Cô để ý tới chuyện đó đương hả? Nhiên rồi. Anh ấy mà đi rồi thì một mình tôi sẽ chịu sự dày dò của anh. Cậu ấy nghỉ phép năm rồi. Sao anh không nói sớm? Đúng rồi, khách ở biệt thự số 2 là ai vậy? Để tôi còn biết chuẩn bị trước. Cổ phần VinFast, tổng giám đốc Tràng. Cổ phần VinFast? Đúng vậy. Còn không mau đi. Dạ. Tổng giám đốc Tràng. Ủa,
lâu rồi không gặp. Nghe tiếng bước chân là biết ngay tổng giám đốc Trịnh tới. Thế cố sao? Hai người biết nhau sao? Không biết. À, chúng ta gặp nhau một lần. Cô ấy tên là Tuyên Huyên, là trợ lý của tôi. Trợ lý? Đây là tổng giám đốc Trang của cổ phần Vinh Phát và con trai của ông ấy. Còn đây là tổng giám đốc Lưu của khoa học kỹ thuật Lai Ân, Lưu Nhật Bình. Trời ơi, ông trời không phụ lòng người. Người mà mình muốn tìm đừng có ở trong căn phòng này. Cuối cùng Trịnh Dịch mời các này cũng làm được một chuyện khiến người khác vừa lòng. Được. Tổng giám đốc Trịnh, tổng giám đốc Lưu, A Văn nhà tôi á, còn mong hai người chỉ bảo nhiều hơn. Tổng giám đốc Trang chê cười rồi. Cậu Trang đã rất ưu tú rồi. Ưu tú gì? Nếu so với hai người thì còn cách xa lắm. Tuyên Huyên. Hả? Đi tới kho lấy hai chai rượu vang được tôi cất giữ tới đây. Bây giờ sao? Nếu không thì sao? Dạ. Xin lỗi, thật ngại quá. Chuyện đó, thật ngại quá. Sàn trơn quá, tôi đứng không vững. Tôi sẽ đi liền đây. Tổng giám đốc Trịnh, trợ lý của cậu thật là đáng yêu. Để ông chê cười rồi. Cô ấy nhìn rất quen. Tôi cũng cảm thấy hình như là đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Mấy người còn nhớ nhà báo của tờ báo Tru không? Ồ, quá ra là cô ấy. Cô ấy tới điều tra sao? Đúng. Vậy tại sao tổng giám đốc Trịnh còn để cô ấy ở bên cạnh? So với chuyện để cô ấy bên ngoài gây chuyện, không bằng để ngay trước mắt càng an toàn hơn. Chỉ đơn giản vậy sao? Để ở bên cạnh cũng không đơn giản. Cách cô gái đó làm việc rất giống với cậu năm đó. Cô làm gì đó? Đi ngồi nhìn thấy anh. Lần trước tôi đã nói là mời cô ăn cơm mà. Cô còn chưa trả lời tôi đâu. Anh là đại thiếu gia của tập đoàn Vinh Phát, sao lại cùng ăn cơm với loại người như tôi? Thú vị sao? Ê nè nè, cô làm gì vậy? Nè, đây là cái gì? Máy nghe trộm. Máy nghe trộm hả? À, vừa nãy cô nghe trộm chúng tôi. Đúng, thì làm sao? Anh kiện đi. Không đúng, nè. Tôi là người bị cô lợi dụng, tôi còn chưa tức giận. Sao cô lại tức giận chị? Nếu nhanh bị người khác coi như kẻ ngốc xoay vòng vòng thì đã dở tung nhà của họ đi rồi. Nè nè, tôi nói cho cô nghe, tổng giám đốc Trịnh làm như vậy là có lý do của riêng mình. Cô tin tôi đi, anh ấy sẽ không hại cô đâu. Sao tôi phải tin anh chứ? Phú nhị đại suốt ngày chỉ biết dùng thẻ phụ của ba mình để ăn chơi hưởng lạc. Nè. Ê. Đi đâu vậy? Tôi không làm nữa. Anh làm gì vậy? Đi theo tôi. Làm cái gì? Anh mau buông ra coi. Nếu còn không buông tay tôi sẽ hét lên đó. Cứu mạng. Giờ cô muốn hỏi bất cứ chuyện gì đều có thể. Ở đây không có máy quay. Có phải ngay tự động đã biết tôi là nhà báo rồi không? Đúng. Vậy vì sao anh còn để tôi ở lại đây? Nhà báo phải tìm ra được chân tướng. Bây giờ cô còn cách chân tướng rất xa. Đừng tưởng rằng chỉ dùng hai ba câu nói của anh là có thể bỏ qua sự thật chuyện anh đóng cửa tờ báo. Cái gì là sự thật? Cần cô phải tự đi tìm hiểu. Đúng vậy, trước đây tôi cũng làm như vậy. Nhưng các người... Được, tôi cho phép cô dựa vào năng lực của chính mình tùy ý điều tra trong câu lạc bộ. Chỉ cần cô có thể điều tra ra được bất kỳ hành vi phạm pháp nào, tôi đảm bảo không có ai ngăn cản cô công bố ra ngoài. Nhưng điều kiện là bắt buộc phải là sự thật. Vậy tôi làm sao biết được anh có gài bẫy tôi hay không? Nếu như tôi muốn gài bẫy cô thì đã không cần phải đứng đây phí lời với cô. Nhưng mà ngược lại cô, cái loại kỹ thuật lắp máy nghe lén như mèo cào cửa của cô nên dùng ít thôi. Quá kém rồi. Ê!
tôi là Tuyên Huyên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh còn nợ tôi một bữa cơm. Ừ, nhưng tôi có một yêu cầu. Tôi không ăn ở trong câu lạc bộ. Tôi muốn ra ngoài ăn. Chào anh, đây là rượu giang nho khô cha tê Trang Du năm 2009 cấp đại sư. Mời hai vị dùng. Đúng là không chịu nổi phong cách lãng phí của đám phú nhị đại các người. Hình như là cô rất phản cảm cái gọi là phú nhị đại ha. Tôi không phản cảm phú nhị đại, tôi chỉ phản cảm anh. Ôi trời ơi, tôi đúng là thích tự ngược. Được rồi, thời gian có hạn, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Có phải cổ phần Vinfast của các anh và khoa học kỹ thuật Lai Ân có giao dịch nội bộ phải không? Được, chúng ta đổi cách nói khác. Năm ngoái thị trường chứng khoán của cổ phần Vinfast tăng nhanh giảm nhanh. Có phải có sự thao tác nội bộ của các người không? Tôi rất muốn nói với cô là không phải, nhưng mà cô sẽ không tin. Cho nên chúng ta ăn cơm đi, đừng lãng phí. Giờ điều duy nhất tôi có thể nói cho cô biết là qua vài tháng nữa chân tướng sẽ được công bố. Cô ăn đi. Trùng hợp vậy sao? Tổng giám đốc Trịnh, sao lại ở đây? Là nhân viên kiêm bạn gái bí mật của tôi, trong thời gian trực ban lại tự ý ra ngoài. Tôi nghĩ là về công về tư cô đều nên nói với tôi một tiếng, còn dám tắt máy nữa. Đúng là bướng bỉnh. Xem ra là do bình thường tôi chịu cô quá rồi. Không phải hai người là... Không phải. Giữ bí mật giúp chúng tôi. Ngại quá, tôi tìm cô ấy có việc, chúng tôi đi trước đây. Anh làm như vậy? À đúng rồi, tôi đã trả tiền rồi, cậu cứ dùng tự nhiên. Vừa nãy anh nói cái gì? Anh là bạn gái của anh. Không phải do cô tự nói với tổng giám đốc Lư sao? Sao vậy? Quên rồi hả? Tôi không nói chuyện này với anh. Không phải anh để tôi điều tra sao? Sao lại ngăn cản tôi? Xem ra cô đã quên lịch trình làm việc của tôi rồi. Tổng giám đốc Phương của khách sạn nghỉ dưỡng Phương Thị chút nữa sẽ tới tìm tôi bàn chuyện gia nhập hội viên. Người làm trợ lý là cô có trách nhiệm đi cùng. Tôi cho cô 20 phút. Nhanh chóng lên mạng tìm hiểu tài liệu về tổng giám đốc Phương. Không phải, anh toàn nói lý do chuyện có bắt tôi đi cùng. Vậy thì làm sao tôi có thời gian điều tra? Anh như vậy là đang chơi tôi. Nói là cho tôi được phép tự do điều tra là ngăn cản tôi khắp nơi. Anh như này đúng là đồ tiểu nhân không giữ chữ tín. Cô nói lại lần nữa coi. Tôi nói thêm 100 lần nữa thì anh cũng là tiểu nhân. Bữa cơm vừa rồi nếu như tôi không ngăn cản cô thì cô cũng không điều tra được gì. Nhìn nhận chuyện gì đừng không trắng thì đen. Đường này không thông thì ta phải đổi góc độ khác. Đúng, tôi nói là cho cô thời gian điều tra, nhưng tôi không hy vọng cô tốn thời gian vào những việc vô dụng đâu, đặc biệt là ăn cơm với người đàn ông khác. Anh vừa vô đâu mà không cho tôi ăn cơm với người khác? Vì tôi là tiểu nhân, không cho phép, chính là không cho phép. Giỏi lắm sao? Đẹp ra thì giỏi lắm à? Ngông cuồng cái gì? Tự đại cái gì? Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Cô làm gì vậy? Lão Tư à, anh có về khi nào vậy? Ở nhà nhàn rỗi quá nên tôi quay lại đi làm luôn. Anh quay lại thật đúng lúc. Giờ tôi rất cần người nghe tôi nói. Nếu như không để cho tôi nói thì tôi sắp bức bối chết rồi. Nè, tôi còn chưa vô văn phòng đâu. Nếu như để cho tổng giám đốc Trịnh biết thì tội của cô lại nặng thêm một anh phần. Anh suốt ngày chỉ biết tổng giám đốc Trịnh, tổng giám đốc Trịnh. Ê, không đúng. Anh là trợ lý của anh ấy, cho nên ngay từ đầu anh đã biết thân phận và mục đích của tôi đúng không? Được lắm lão Từ, uổng công tôi tin tưởng anh, vậy mà anh cũng trêu đùa tôi. Bạn học Tuyên Quyên yêu dấu của tôi ơi, như vậy thì oan cho tôi quá.
tôi cũng chỉ là người đi làm thôi. Tất cả đều phải nghe theo lời ông chủ, có đúng không? Vậy được, vậy tôi cho anh một cơ hội chuộc lỗi, được không? Hả? Hẹn một người giúp tôi. Cảm ơn. Nói đi, cô có chuyện gì? Lần trước là vì có một số tình huống khẩn cấp nên tôi không có nói thật với cô. Thật ra tôi không phải là bạn gái của Trịnh Dực Quân. Tôi chỉ là trợ lý của anh ấy. Tôi không muốn biết chuyện liên quan đến hai người. Tôi biết Tổng Giám Đốc Lư là người rộng lượng cho nên tôi cũng không quanh co nữa. Thật ra tôi chỉ muốn làm gì cho tốt, cho nên tôi muốn tìm hiểu một chút về cấp trên của mình. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, người hiểu anh ấy nhất chỉ có Tổng Giám Đốc Lư mà thôi. Em gái à, tâm trạng của cô tôi có thể hiểu. Nhưng mà tôi thật sự không giúp được gì. Nếu như tôi hiểu anh ấy thì đã không đến lượt cô làm bạn gái đâu. Không phải, tôi thật sự không phải bạn gái của Tổng Giám Đốc Lư. Cô và Giang là bạn học đại học đúng không? Đúng vậy. Thì sao? Vậy cô có biết nhà anh ấy mở công ty không? Cô chuyển mục tiêu sang A Văn nhanh vậy sao? Không phải cô không biết Trịnh Dật Quân suốt ngày một bộ dạng người sống trở lại gần, không giống với A Văn, gần gũi ấm áp. Hơn nữa, tôi chuyển mục tiêu cũng là chuyện tốt với cô, đúng chứ? Cậu ấy mở công ty thiết kế, làm ăn cũng ổn lắm. Vậy cô đã hợp tác với anh ấy bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Cậu ấy cũng không thiếu người hợp tác cùng. Chuyện làm ăn của nhà mình con cũng làm hết được. Ý cô là tuy rằng mỗi năm cổ phần VinFast đều mở thầu công khai, nhưng mà thật ra đã quyết định nội bộ cho công ty của A Văn rồi. Nói sao được ta. Em gái à, chuyện trên thương trường rất hỗn loạn. Tổng giám đốc Trịnh, phương hướng mà Tuyên Quyên điều tra hình như lại lệch rồi. Tiếp tục đi. Vậy mà cô ấy lại đi tìm Tổng giám đốc Lư, lại đi điều tra chuyện mở thầu thao tác kính của công ty thiết kế của A Văn và cổ phần VinFast. Tôi nghĩ nếu cứ để cô ấy đi điều tra như vậy thì sẽ có hiểu lầm mới. Lần này đúng là tự mình tìm phiền phức. Lưu Nhạc Bình, ngày mùng 3 buổi tối 2 giờ hẹn Tổng Giám Đốc Lưu. Tổng Giám Đốc Trang, ngày mùng 6 buổi tối 7 giờ hẹn Lưu Nhạc Bình gặp nhau ở phòng bao. Anh làm cái gì vậy? Đi cùng tôi. Đi thôi. Nếu tôi còn không chỉ hướng đi cho cô lại gây phiền phức cho tôi. Tôi đã mời Tổng Giám Đốc Lương của khoa học kỹ thuật Lai Ân đến cho cô rồi. Nếu có vấn đề gì, cô cứ hỏi trực tiếp. Tổng Giám Đốc Lương, ngồi đi. Cô vẫn luôn điều tra tôi sao? Đúng. Giao dịch nội bộ của các anh khiến những người chơi chứng khoán tổn thất rất nhiều. Thân là nhà báo, tôi có trách nhiệm công bố sự thật cho mọi người cùng biết. Tôi có thể nói cho cô biết sự thật chúng tôi có giao dịch, nhưng đáng tiếc không phải loại giao dịch mà cô giết. Cô bị lừa rồi. Bị lừa? Nửa năm trước, khoa học kỹ thuật Lion chuẩn bị bí mật mua cổ phần của cổ phần VinFast. Tôi và Tổng Giám Đốc Trang đã thống nhất với nhau. Cô là nhà báo, tôi nghĩ cô nên hiểu rõ. Dựa vào thực lực của khoa học kỹ thuật Lion,
Một khi trở thành cổ đông lớn thứ hai của VinFast, vậy thì giá cổ phiếu của hai nhà chúng tôi sẽ tăng mạnh. Cho nên, trước khi công bố chính thức, tôi đã cho phong tỏa hết mọi tin tức của cả hai công ty để cho an toàn, cho dù là tốt hay xấu. Nhưng đáng tiếc là tiểu nhân vẫn thành công. Vì không tuân thủ quy tắc trò chơi, tôi đã đá đối tượng hợp tác trước của cổ phần VinFast. Chính anh ta là người đã ngụy tạo bức thư đó rồi gửi cho tất cả các tờ báo có liên quan. May mà tổng giám đốc Trịnh của các người kịp thời phát hiện, mới không để cho tin xấu tuyên truyền ra ngoài. Để tờ báo đóng cửa cũng là anh ấy làm. Giống với phong cách của cậu ấy. Từ đầu anh đã biết rồi, vì sao lại trêu đùa tôi? Trêu đùa tôi rất vui đúng không? Số báo đó đã bị anh ngăn lại, vì sao còn bắt tờ báo phải đóng cửa? Anh có biết chỉ vì một câu nói của mình có bao nhiêu người không có cơm ăn chưa? Ngày nào chúng tôi cũng vất vả, liều mạng vì giấc mộng đáng thương trong lòng, nhưng mà lại bị đám người có tiền các người dẫm đạp lên lòng tự trọng. Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi không muốn nghe. Vừa mới quen biết anh, tôi đã thấy anh đáng ghét. Anh đúng là đồ đẻo, là đồ đẻo từ đầu đến cuối. Anh chỉ biết bắt nạt người yêu. Anh đúng là vô dụng, đúng là đồ vô dụng từ trong ra ngoài. Anh là đồ. Cô không tin tôi cũng không sao hết. Cứ làm vậy đi. Mọi chuyện còn chưa kết thúc. Lưu Nhạc Bình. Sao nào? Cậu lại làm loạn rồi. Còn không phải do cậu sao? Tôi chỉ nói chuyện đóng cửa tờ báo, giống với phong cách của cậu, chứ không nói là cậu làm. Cô ấy không có nghĩ như vậy. Không ngờ cậu cũng sẽ bị đàn bà đánh. Chờ cậu gặp được thì cậu cũng sẽ như vậy. Buông tay tôi ra. Anh làm cái gì vậy? Tôi biết là cô đi tìm Lưu Thuận Quyên điều tra công ty của tôi, nhưng mà cô nhầm hướng rồi. Tuy rằng là tổng giám đốc Trịnh không để cho chúng tôi nhúng tay vào chuyện này, nhưng mà tôi không muốn bị cô hiểu lầm. Tôi dẫn cô đi gặp một người, người đó sẽ cho cô biết đáp án. Đi thôi. Ông chủ à, mời vô trong. Ông chủ. Ông chủ. Tôi không còn là ông chủ từ lâu rồi.
nửa năm nay tôi vẫn đang điều tra. Bức thư đó là giả. Chúng ta bị lừa rồi. Tôi biết. Ông biết? Lúc đó tờ báo đang làm ăn thua lỗ. Tôi sắp không chống đỡ được nữa. Có một hôm tôi nhận được một cuộc điện thoại. Người đó nói chỉ cần công bố bức thư đó là cổ phiếu của công ty cổ phần VinFast sẽ trượt giá nhanh chóng, và cổ phiếu của đối thủ công ty hàng lực sẽ tăng mạnh. Tôi cũng nhất thời hồ đồ, đầu nóng lên liền tin chuyện đó. Tôi mua cổ phiếu của công ty hàng lực. Nhưng ai mà biết cổ phiếu của hàng lực không hề tăng. Tôi cũng bị lừa. Tôi cảm thấy may mắn vì số báo đó của cô bị Trịnh Giật Quần ngăn lại kịp thời, mới khiến cho tờ báo tránh được chuyện bị kiện. Còn về chuyện tờ báo đóng cửa là vì tôi tham lam, tự ý dùng tiền công ty để mua cổ phiếu. Cho nên ông chủ, ông là vì chơi cổ phiếu thất bại không còn cách nào kinh doanh tờ báo, chứ không phải Trịnh Giật Quần cho đóng cửa tờ báo. Không phải, là Trịnh Giật Quần đã giúp tôi. Nếu như không có cậu ấy á, thì giờ tôi đã không thể ngồi ở đây mà phải ngồi trong tù rồi. Sao ông không nói sự thật cho tôi biết? Cậu ấy không cho tôi nói. Cậu giúp tôi như vậy, tôi không biết phải báo đáp cậu sao nữa. Thực ra ông không cần phải báo đáp tôi. Tôi rất cảm ơn chuyện năm đó ông đã viết số báo đó cho một nhân viên nhỏ bé như tôi. Cậu là... Hóa ra là cậu. Là tôi. Đây là nhà báo đó sao? Đúng vậy, là cô ấy. Tôi nhìn thấy hình ảnh của cậu năm đó trên người của cô ấy. Khi cậu làm việc rất giống với cô ấy, điên cuồng cố chấp, thậm chí không màng tất cả. May mà năm đó có sự ủng hộ và khẳng định của ông, tôi mới có thể kiên trì ở lại thành phố này. Cảm ơn ông. Hai người nói coi, có phải anh ấy không muốn gặp lại tôi nữa không? Không đâu. Tuy rằng ngày nào cũng bị cô làm tức giận, nhưng mà anh ấy cũng cười nhiều hơn. Thật sao? Thật đó. A Văn, tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Anh có thể nói thật cho tôi biết không? Công ty của tôi thông qua cạnh tranh hợp pháp mới trúng thầu thành công dự án của cổ phần VinFast. Thời gian này cảm ơn hai người. Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi. Nên đi rồi. Tạm biệt.
Nè, chờ chút. Anh ấy nói tôi đưa cho cô, hy vọng giúp được cô. Tạm biệt. Tôi chỉ biết tình cảm thì có thể từ từ bồi dưỡng. Học thuộc trong 2 ngày. Bạn gái bí mật của tôi tỏ tình, ngoài hôn ra tôi không có cách nào để đáp lại. Cô vừa mới đến công ty đã muốn đàm phán điều kiện với tôi. Vì tôi mới đến công ty mà anh đã để tôi giải quyết chuyện cá nhân giúp anh. Anh giữ vô đâu mà quản chuyện tôi ăn cơm với ai? Vì tôi là tiểu nhân, không cho phép chính là không cho phép. Anh đúng là đồ vô dụng, đúng là đồ vô dụng từ trong ra ngoài. Anh là đồ. Tổng giám đốc Trịnh, có thể bắt đầu phỏng vấn được chưa? Được rồi. Đàn ông quý tộc độc thân nổi nhất gần đây, anh có ở bên trong danh sách đó. Xin hỏi anh đang còn độc thân thật sao? Không phải. Xin hỏi, cô ấy là ai? Hai người định bao giờ kết hôn? Hai người kết hôn vì chuyện làm ăn hay là yêu nhau thật lòng? Cô ấy... Bỏ đi. Chuyện này không quan trọng. Còn có, Tổng giám đốc Trịnh, thật ngại quá. Tôi đột nhiên cảm thấy không khỏe lắm. Tôi sẽ để đồng nghiệp của mình tiếp tục phỏng vấn anh thay tôi. Xin lỗi anh. Vẫn giống như trước đây, chưa tìm hiểu rõ đã kết luận lung tung. Không thể nghe tôi nói hết được sao? Không cần nữa, anh hãy nói với đồng nghiệp của tôi đi. Tôi xin lỗi, hôm nay tôi không nên tới đây. Chúc anh kết hôn vui vẻ trước. Hôn lễ không cần phải mời tôi đâu. Có lẽ tôi... Không phải anh có bạn gái rồi sao? Đúng. Đúng là tôi có một cô bạn gái bí mật. Trịnh, Tổng.
ra ngoài. Dạ,